Ngày 19 tháng 12, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng các ban chỉ đạo cấp ủy tỉnh về công tác dân vận đã dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác dân vận và hoạt động của các ban chỉ đạo cấp ủy tỉnh về thực hiện công tác dân vận năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Năm 2019, các cấp ủy đã cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương để triển khai thực hiện công tác dân vận phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương đơn vị. Chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo thực hiện tốt 6 nội dung trọng tâm của năm dân vận chính quyền. Trọng tâm là vận động nhân dân đồng thuận cao thực hiện sáp nhập, kiện toàn xóm tổ dân phố, sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện, vận động các tầng lớp nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thiết thực. Lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt quy chế dân chủ, nhất là các đơn vị trực tiếp tiếp xúc giải quyết công việc với nhân dân. Công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ở vùng đồng bào có tôn giáo tiếp tục được các cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả và kịp thời. Hoạt động của các ban chỉ đạo cấp ủy tỉnh về công tác dân vận đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, bám sát vào nhiệm vụ chính trị của tỉnh và chức năng nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị. Thảo luận về những kết quả và những mặt còn tồn tại trong công tác dân vận trong năm nay, các đại biểu cho rằng cần phải tăng cường công tác đối thoại với nhân dân, chủ động nắm tình hình, không để phát sinh các điểm nóng gây bức xúc trong nhân dân, tiếp tục đẩy mạnh năm dân vận chính quyền, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đánh giá toàn diện và đồng tình với những kết quả và giải pháp tổ chức thực hiện, đồng thời chỉ rõ thêm một số hạn chế cần đánh giá thêm. Tôi đề nghị là trong báo cáo thì các đồng chí phải đánh giá thêm cái việc này. Đó là cái việc và yêu cầu của công tác dân vận về củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Thì cần đánh giá thêm về cấp ủy Đảng, giáo dục, rèn luyện, quản lý, nâng cao phẩm chất cho cán bộ, công chức và viên chức, đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực thì trong cái báo cáo cũng chưa đánh giá. Khắc phục tồn tại, chỉ ra những khuyết điểm mà khi chúng ta kiểm điểm Trung ương 4 năm trước để làm trong sạch đội ngũ của Đảng, bộ máy của nhà nước còn có những cái việc mà còn tồn tại. Qua đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, các ban chỉ đạo cấp ủy tỉnh về công tác dân vận tập trung vào những giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong thời gian tới thì tôi đề nghị là năm 2020 các đồng chí tiếp tục thực hiện tốt việc tập hợp mọi lực lượng trong nhân dân, trong các giai tầng xã hội để phát huy quyền làm chủ nhân dân, thực hiện các chủ trương chính sách phát triển về kinh tế xã hội của tỉnh, những chủ trương của tỉnh ủy, những triển khai hoạt động các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, tổ chức thực hiện của Ủy ban Nhân dân để phát triển kinh tế xã hội năm 2020, thực hiện đạt được những kết quả và về đích trong cái nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 đã chỉ ra. Công tác dân vận chúng ta tập hợp mọi lực lượng để xây dựng, để phát triển kinh tế, phát triển xã hội trong năm 2020. Tại hội nghị tổng kết, Ban dân vận tỉnh ủy đã tặng giấy khen cho 13 tập thể, 6 cá nhân đã có thành tích trong việc tham mưu, tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân.